Nhóm Hôn Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình với lại Ngân thật sự rất là vui và hạnh phúc luôn khi mà được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở bang Ohio, họ phát 20 phần quà cho bà con nghèo đang gặp khó khăn ở ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thì bây giờ bà con đang có mặt ở phía trong lòng mà đợi nhận quà đó các bạn ơi. Xin mời tất cả cô chú, anh chị và các bạn cùng vào trong nha. Dạ. Rồi mình đi thôi. Nay bà con thấy là đến đông đủ quá ngăn ha. À, mình lên mình hỏi. Dạ. Dạ. Chào anh Hậu ạ. À. Dạ. Chào chị Tú ạ. À. Dạ. Dạ xin chào ạ. À. Xin chào chị nha. Dạ. À, xin giới thiệu với lại tất cả các cô chú, anh chị và các bạn được biết. À, đây là anh Hậu, là chủ tịch mặt trận của xã Vĩnh Nhuận. Còn đây là chị Tú, là phó chủ tịch mặt trận của xã Vĩnh Nhuận. À, hôm nay thì có hai anh chị đứng ở đây để mà phát quà cùng với lại mấy chị em tụi mình. Dạ. Thì trước khi mà phát quà thì xin phép anh Hậu với lại chị Tú cho em được xuống hỏi thăm vài hoàn cảnh nha. Dạ, dạ rồi, dạ xin phép ạ. À. Mình hỏi ai bây giờ ta? Hay là mình hỏi bà đi ha, thấy bà lớn tuổi quá trời luôn. Bà ơi, con chào bà nha. Bà có thể quay mặt qua đây với con được không? Rồi, xây cái ghế qua đây nha. Đây, bà kéo cái ghế xuống đây. Qua đây, qua đây. Dạ, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? 70 rồi con. 70 rồi. Bà tên gì thứ mấy vậy hả bà? Tên thứ năm. Bà thứ năm. Dạ, thì con kêu bà năm đi ha, cho nó thân thuộc nha. Hôm nay bà năm đến đây nhận quà, bà đi với ai vậy? Nếu như mình bị nhà sao hè nè. À, vậy là nhà cũng gần ấp ha. Sát bên, sát nhà ấp nè. Dạ. Nhà bà là được mấy thành viên vậy bà? Hả? Nhà bà là được bao nhiêu người? Được 6 người mà có vợ có chồng hết rồi. Còn thằng nó đi làm mướn, nó bấp bên lắm con ơi, mừng mướn. Dạ. Bây giờ là bà Năm có sống cùng với lại người con đi làm mướn đó không? Có đó. Có hả bà? Sống với nó đó. Ừ. Dạ. Người con của bà đi làm gì, là thu nhập có cao không hay là không, đủ sống thôi? Làm mướn là con ngày mấy trăm ngàn nhiều khi bệnh hoài. Dạ. Rồi nếu vậy rồi bà ở nhà là bà đâu có đi làm gì được nữa đâu đúng không? Đâu có làm gì được đâu. Dạ. Rồi mấy người con khác có gửi tiền gì giúp đỡ cho bà không? Nó đâu có làm gì nước ngoài đâu. Vậy đó hả bà? Không có làm đâu, có chồng gần đây cũng có. Không, ý con là cũng có gửi về để mà phụ giúp gì cho bà đó, hay là lâu lâu cũng gửi 100-200 để mà giúp đỡ cho bà đó. Có, nhiều khi có. Nó cũng mua đồ ăn, nó cũng gần gần đây nè. Dạ. Cũng khẩu con rồi, nghèo con rồi. Rồi hồi trước giờ là bà có đi làm gì không bà, lúc mà bà còn khỏe đó? Có làm chứ. Dạ. Hồi xưa bà làm cái gì? Hả? Cắt lưu mướn. Cắt lưu mướn hả? Dạ. Giờ lớn tuổi cắt hết nổi hả? Hết nổi, giờ không có làm gì nổi. Dạ. Thì trong mình có bị bệnh gì không bà, hay là vẫn còn khỏe? Bệnh dữ lắm nó còn. Dạ. Mới nhập viện về chừng hơn tuần nay. Ồ, vậy là mới nhập viện về luôn. Vậy đó hả cô? Vậy là mọi người ở đây cũng biết rất là rõ hoàn cảnh của bà luôn. Biết. Dạ, hôm nay bà đến đây là một chút xíu nữa bà sẽ được nhận cái phần quà 300.000 đồng đến từ chị Mạnh Thường Quân giấu tên. Thì không biết là cảm xúc của bà sao, bà có thấy vui không? Mừng chứ, mừng lắm chứ. Dạ, trong cái mùa dịch này mà được tặng những cái phần quà nè, rồi gạo nữa, thì con nghĩ là rất là ý nghĩa đối với lại bà con ở đây luôn. Dạ, chúc cho bà nhiều sức khỏe nha bà Năm nha. Dạ, con chào bà nha. Đợi cho con chút xíu. Cảm ơn các con ha. Dạ, bà đợi khỏe. Con chút xíu nha. Dạ rồi, con chào bà. Chúc thành công ha. Rồi, con sẽ hỏi thêm một cô chú nữa. Hỏi bà rồi, thôi mình hỏi ông đi nha ha. Thấy ông nè. Ông ơi, con chào ông nha. ông kéo khẩu trang lên nha. Kéo khẩu trang lên nha. Dạ, rồi, ông tên gì thứ mấy vậy? Cho con dễ xưng hô đó. Tôi Nguyễn Văn Bè. À, ông thứ mấy vậy ông? Thứ tư. Ông Tư Bè. Ở nhà ông Tư gần đây không? Trong này chút. Trong đây một chút. Dạ, rồi nhà ông là được mấy thành viên? Tôi có hai ông cháu à. Có hai ông cháu thôi. Cháu đi bằng công ty ở Đồng Nai. Cháu đi bằng năm công ty. Năm nó có gì ăn lần. Để con kéo lên cho ông nhé. Một rồi, vậy là đúng cách rồi đó. Một năm mới về ăn lần. Ủa vậy là ở nhà là chỉ ở của mình nên thôi hả ông Tư? Dạ, nếu mà ở mình vậy rồi mình có làm gì kiếm tiền sống không, hay là lớn tuổi không đi làm được nữa? Có làm gì coi. Không đi làm nữa. Dạ, anh em con cháu bố thí. Dạ. Sống chứ còn đâu có mầm gì nổi. Dạ. Nay tôi sinh 1930. Dạ, ông lớn tuổi lắm rồi. Rồi con của ông bộ là ở xa hết, không có ai về ở với ông sao? Không có rồi. Dạ. Hồi trước á là ông còn khỏe, ông đi làm gì ông Tư? Nếu có mầm gì coi, ở nhà tối ngày đo
tu liền khúc lại. Dạ, không, ý con là hồi lúc ông còn khỏe cơ. Hồi thời còn trẻ đó, ông làm cái gì? Tôi hả? Dạ. Còn trẻ cũng đi dân câu đặt lời. À, đi dân câu đặt lời mà kiếm cá đi bán đó đúng không? Dạ. Bây giờ là làm hết được rồi, nằm ở nhà thôi. Nhờ con cháu giúp đỡ. Dạ, sức khỏe ông có tốt không? Cũng 50%. Chỉ còn 50% thôi. Dạ, hôm nay là ông sẽ đến đây nè một xíu sẽ được nhận quà của chị Mạnh Thường Quân giấu tên. Thì con hy vọng là ông nhận phần quà này xong á, ông về ông ăn là ông sẽ có sức khỏe và sẽ lên được 100% không nha. Ôi, dạ rồi. Cảm ơn mấy cô mấy chú. Dạ rồi, con chào ông nha. Dạ, cảm ơn ông. Cảm động mà. Con nghĩ tôi cũng cảm động lắm. Dạ, dạ rồi. Rồi, mình đi lên nha. Nhóm Mông Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình với lại Ngân thật sự rất là vui luôn khi mà đang có mặt ở ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Rất là vui mừng luôn các bạn ơi khi được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở bang Ohio, phát 20 phần quà cho bà con nghèo đang gặp khó khăn ở ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Nhuận nha. Mỗi phần quà hôm nay mà chị gửi đến cho các bà con ở đây bao gồm có một bao gạo trị giá là bao gạo này là 10 kg. Dạ, ngoài ra thì còn có thêm một thùng mì nè, rồi một chai nước tương, một chai dầu ăn, một chai nước mắm, rồi một bịch bột ngọt, kèm theo đó là 1 kg đường nữa gửi tặng đến cho các bà con ở đây. Con cũng thay mặt cho chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở bang Ohio xin chúc cho bà con ở ấp Vĩnh Hòa 2 luôn luôn có nhiều sức khỏe nè, lúc nào cũng vui vẻ và thành công trong công việc nha. Mình cố gắng làm ăn để mà vươn lên thoát nghèo nha bà con. Dạ. Hôm nay thì tụi con vui lắm khi mà được đến đây nè, rồi thấy 20 người ở đây rất là đông đủ luôn để mà chuẩn bị nhận những cái phần quà này. Thì con với lại Ngân cùng với lại chị Tú cũng xin phát quà cho bà con để mà cho bà con được về sớm nha. Và tranh thủ lúc trời đang mưa nữa. Giờ đầu tiên thì xin mời bên tay trước đi Ngân ha. Dạ rồi, mình qua đây đi ha. Cái này là mình đi chung hay đi riêng ha? À, đi chung. Được không chị? Đây, chị Mạnh Thường Quân giấu tên, chúc cho cô nhiều sức khỏe nha. Lúc nào cũng vui vẻ nha cô nha. Dạ. Rồi, xin mời ạ. Dạ đúng rồi. Xin mời. Dạ đây, chị Mạnh Thường Quân giấu tên gửi cho cô, con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Thôi. Chú bê gạo cho cô này. Dạ. Con mời cô ạ. Đây là phần quà của chị Mạnh Thường Quân giấu tên gửi cho cô nha. Con chúc cô nhiều sức khỏe. Con mời cô qua đây nhận gạo nha cô. Cô cầm nổi không? Lắc. Rồi, cố lên. Rồi cô xin mời đi thẳng luôn ạ. Dạ. Đây, của bà đây. Anh phụ bà bưng gạo ra nha. Cảm ơn bà nhiều cô. Sức khỏe. Nổi không? Nổi người ta tiếp cho. Không nổi thì nói anh tiếp cho. Được nha. Cảm ơn luôn. Cố lên. Chắc là bụng em tiếp được cho. Dạ. Rồi, tiếp theo là bà. Bà cầm được không? Được. Dạ được ha. Rồi, con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ, con xin mời bà. Bà ơi, bà cầm cái này đi rồi anh phụ bà nha. Dạ. Con xin mời bà, anh phụ bà. Chắc anh phải tiếp. Dạ đúng rồi. Rồi, con xin mời bà. Ra chú bỏ ngoài cửa đi. Con chào cô. Cô cầm đi ha nha. Dạ. Anh Hậu ơi, tiếp bao gạo cho cô này đi anh Hậu ha. Đây là về Thế Vĩnh Hòa 2. Dạ. Cảm ơn xã, cảm ơn ấp. Dạ. Cảm ơn các em ở trên. Rồi. Con cảm ơn bà. Chúc bà nhiều sức khỏe. Rồi, bà đi ra đây đi rồi anh Hậu bưng cho bà nha. Con nghĩ là bà cầm không nổi đâu. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Đây, của bà. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Xin mời. Chúc bà thân khỏe nha. Dạ, con cảm ơn. Bưng ra giùm chị đi để. Rồi, rồi. Đây, chú Sáu ơi, bưng phụ nha. Cả đem giùm em anh Sáu. Rồi, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Chúc con bà vui vẻ ha. Dạ. Con chào ông nha, ông Tư ơi. Đây, ông Tư cầm được không? Rồi, chị bưng phụ gạo cho ông Tư nha. Chúc ông Tư nhiều sức khỏe. Ông Tư cầm được không? Rồi, con mời ông Tư nha. Chị ơi, mình bưng phụ ông một bao gạo nha. Dạ, con chào chú ạ. Chị Mạnh Thường Quân giấu tên gửi cho chú nha. Chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Cảm ơn cô nha. Dạ. Đây, đây là quà của chú nha. Rồi, đi theo con qua đây lấy gạo ạ. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Của ông nè ông ơi. Rồi, chúc ông nhiều sức khỏe nha. Anh Hậu ơi, mình phụ một bao gạo nữa nha anh Hậu. Nổi không chú? Sợ không nổi á. Nổi không? Được. Dạ được ha.
Rồi. Đây, đây, em gửi anh nha. Rồi, chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ, em xin mời ạ. Dạ, dạ không có gì. Đây. Con chúc chú nhiều sức khỏe nha, chị Mạnh Thường Quân. Dạ. Rồi, chào cô. Đây, chị Mạnh Thường Quân giấu tên để cho cô nha. Cảm ơn. Chúc nhiều sức khỏe. Dạ, không có gì. Cô mời cô nha. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi. Dạ không có gì đâu. Mình vô một cái phần quà cuối đi anh ha. Đây, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ em cảm ơn với chị luôn. Dạ không có gì. Cái này lãnh giùm mẹ. Dạ rồi, lãnh giùm mẹ. Bà Năm ơi, bà Năm vui không? Vui chắc mừng à. Cảm ơn các con. Dạ. Bà Năm bê ra nổi không? Không nổi rồi. Không nổi đâu nghe, vừa con hỗ trợ bà Năm ra ngoài. Rồi, mình đi thôi. Cảm ơn các con nghe. Dạ, không có gì đâu. Mình để ở đây đi chị ha. Mình để ở đây cho bà nha. Rồi, con để đây cho bà Năm nha. Bà Năm nhờ chú nha. Chị Tú ơi. Mình vô đây nha. Dạ em mời chị ạ. Dạ rồi, à, các cô chú, anh chị, các bạn ơi, ngày hôm nay thì hai chị em tụi mình rất là vui và hạnh phúc luôn khi mà thay mặt cho chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở bang Ohio gửi tặng 20 phần quà cho 20 bà con nghèo đang gặp khó khăn ở ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Nhuận. Thì ở đây là có chị Tú, là phó chủ tịch mặt trận của xã Vĩnh Nhuận, có đôi lời gửi đến chị Mạnh Thường Quân nha. Dạ em mời chị Tú ạ. Dạ, em thay mặt em là Tú, phó chủ tịch của ban mặt trận xã. Xin chân thành cảm ơn cô Mạnh Thường Quân giấu tên. À, mong rằng sắp tới cô sẽ tiếp tục ủng hộ cho bà con trong ấp của mình. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. À, từ em cũng xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều luôn vì đã luôn ủng hộ này, giúp đỡ cho các bà con đang gặp khó khăn. Xin chúc cho chị luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng xinh đẹp và thành công trong cuộc sống chị nha. À, tụi em chào chị, chào các bạn nha.